Văn Nghệ xin trân trọng kính mời. Thank you.
xấu này cô. Cô thay quá, cô mối dẻo quá. Để tiếp theo chương trình lễ dương hương, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới mời gia đình ông Trần Khỏa Mì, thôn Thị Lũng Nam lên dương hương trước cửa nhà ngài. Xin trân trọng kính mời.